đăng ký kênh giúp em. Vì cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là 5 tới 7 ngày. Thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 31 mã sản phẩm. Em sẽ lên mã đầu tiên ngày hôm nay ạ. Và mã đầu tiên ngày hôm nay đó chính là một con bào gỗ nha các anh. Thì đây là một con bào gỗ của nhà Hô Tan ha. Cái dòng này nó, cái chiều dài và cái size lưỡi của nó là hết sức phù hợp để các anh có thể làm việc chắc chắn, bào tốt. Đồng thời là cái phần lõi ở đây là nó dạng làm bằng thép này các anh thấy không ạ? Đó, con này thì nó khá là hay. Tổng chiều dài của nó sẽ là 25 cm, với phần lưỡi của con này là tầm 5.5 cm nha các anh. Và cái mã số 1 này á thì bên trong nó sẽ còn có một cái hộp dự phòng ở đây. Đây các anh thấy này. Đó, thì nó sẽ gồm có là hai cái lưỡi là còn bao ở đây là chưa xài nè. Tổng là con này sẽ có 4 lưỡi, 3 lưỡi dự phòng và một lưỡi đã lắp ha, và một cái lục giác đây để các anh có thể là mình vặn mở lưỡi đồ, mình thay ra thay vô đồ được ha các anh. Đó, nói chung là đối với cái dòng này thì nó rất là ok rồi ha. Đây nó vô giúp em. Đó, các cái đầu đồ này hàng của Hô Tan, nói chung là đối với cái dòng bào này thì là ngon hết nha các anh. Mã số 1 giá của nó là 450.000 nha các anh. Mã số 1 giúp em 450.000 ạ. Và mã số 2 là một con kéo cắt tôn. Thì đây là một dòng kéo cắt tôn của nhà Mitsubishi Nhật Bản. Nó sẽ có thêm cái lò xo cộng lực ở đây để khi mà các anh cắt đó, thì nó sẽ trợ thêm lực cho các anh ha. Ở đây thì như các anh thấy là ở ngoài nó sẽ được bọc một cái lớp dạng chrome lên này đó, nên là nó giúp các anh hạn chế được cái việc bị rỉ sét ha. Tay cầm các kiểu đều là ok này đó. Và đặc biệt là thì bên trong cái phần lưỡi của nó ha, thì các anh thấy lưỡi con này ngoại hình về cái phần lưỡi cắt của nó vẫn còn tốt, không có bị sứt mẻ gì hết ha. Đó, con này nói chung là vẫn còn rất là mới để các anh có thể mình làm việc. Tổng chiều dài của mã này thì nó khoảng là 25 cm giúp em ha. Mã số 2 con kéo cắt tôn này giá là 300.000 nha các anh. Mã 2 300.000 ạ. Và mã số 3 là một con kìm cắt cáp của nhà Densen. Đây là một thương hiệu đến từ Nhật Bản ha. Thì cái dòng Densen này nó cũng rất là nổi tiếng bởi nhiều cái dụng cụ hand tool khác. Thì đây là một cái dòng gọi là dòng cắt cáp, và nó chuyên cắt cáp đồng và nhôm, cắt phi tối đa là 32 giúp em ha. Dòng này nó cắt phi tối đa là 32. Thì khi các anh mở lưỡi ra nè, đó, đây mở lưỡi, nó sẽ có cái phần lưỡi ở đây nè, các anh cắt nè, các anh thấy không? Đó, lò xo tốt ha, đi rất là êm. Đó, và khi mà các anh muốn mình mở lưỡi nhanh nè, các anh ấy này xuống, gạt cái phần lẫy nè. Ở đây có phần lẫy, các anh gạt xuống giúp em ha. Đó, thì mình gạt xuống thì để mình bỏ cái lưỡi này vô. Đó, thì đây là về phần lưỡi của con này thì nó vẫn còn tương đối để các anh có thể làm việc, mình cắt thì vẫn còn tốt nha các anh. Đó, tuy nhiên thì có một cái số chỗ ở đây thì nó cũng hơi nhít, gọi là nó hơi bị xích xích nhẹ ở đây nè. Đó, nhưng mà mình cắt hoặc là các anh làm việc thì vẫn là ok nha các anh, nó cũng không có vấn đề gì đâu ha. Đó, tại vì cái lực của con này nó rất là tốt. Đó, đây các anh thấy không? Đó, thì khi mà các anh gạt cái lẫy này xuống á thì các anh có thể là mình thay điều chỉnh được cái kích cỡ lưỡi ở đây. Ví dụ như khi mà mình đang cắt á, mà các anh không có muốn đi hết cái chu trình của nó, thì các anh có thể gạt cái lẫy này xuống và mình rút cái lưỡi ra ngoài được ha. Mã số 3, con này thì tổng chiều dài của nó sẽ là 25 cm, giá là 650.000 nha các anh. Mã số 3 650.000 ạ. Và mã số 4 là một con vít lực của nhà Tonichi. Thì đây là một cái dòng gọi là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi ha các anh, Tonichi Nhật Bản. Ở trên đầu nó sẽ đi cái mũi gắn cái mũi lục giác 6 ly 3. Cái gọi là cái lực của con này sẽ là từ 6 cho tới 26 kg f cm, và các cái lực của con này nó đều được khắc ở trên cái thân hết nè, các anh thấy. Nên là mình không có lo là mình bị mờ nha các anh. Đó. Và đối với những cái dòng vít lực này, nó giúp các anh trong cái việc bảo trì hoặc hoạt động rất là tốt. Thì đôi khi mà các anh làm những cái con ốc á, mà mình vặn nó quá lực
ha, thì nó dễ dẫn tới hư hại cái đầu óc. Đồng thời là có những cái con mà nó ở trong những cái góc sâu mà các anh không có thấy được, mình không có thấy để mình căng được cái lực á đó. Đó, mình rất là dễ vặn hư nó hoặc là vặn gãy nó. Thì đây cái con này nó giúp anh cân lực sẵn luôn, để khi mà mình vặn cái con đó là mình chỉ làm đúng cái lực của nó thôi ha. Mã số 4 giúp em nha. Tổng chiều dài của con này sẽ là 14 cm, giá của nó là 400.000 giúp em ạ. Mã số 4, 400.000. Và mã số 5 là một con kính lúp size lớn. Dòng này thì coi rất là rõ nha các anh, coi rất là rõ, hàng của Nhật Bản giúp em này. Đó, thì để em đo cái kích thước sơ bộ của con này, tổng chiều dài của nó là 24, trong đó đường kính lên tới 10.5 ha. Đó, thì con này sẽ giúp các anh đo rất là rõ này. Anh coi những cái đai của những con này là dạng đai thép hết này các anh thấy không? Đó, cái phần tay cầm đồ này rất là chắc chắn ha. Đó, về phần kính thì vẫn còn rất là mới ha, nó cũng sẽ có một cái số chỗ mà nó gọi là hơi 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 xước nhẹ như thế này thôi, nhưng mà nó cũng không có bị ảnh hưởng nha các anh. Đó, nên là cái dòng này các anh coi này, các anh thấy không, cực kỳ rõ luôn ha. Đó, mình làm việc các kiểu là đều ok hết, và đây là size lớn vẫn còn rất là đẹp này, full đai là đai thép có chữ Nhật Bản hết ha. Mã 5, con này giá của nó là 420.000 nha các anh. Mã 5, 420.000 giúp em. Và mã số 6 thì đây là một con nạy ha. Cái dòng này là của nhà KTC giúp em này, KTC Nhật Bản ha. Phần tay cầm các kiểu đều là ok hết, đặc biệt là ngay cái phần thân đồ của nó này thì các anh thấy là vẫn còn rất là đẹp nha. Đó, bóng lưỡng này, đó, cái đồ dùng một gọi là đồ nạy khui được đó ha. Đó, con nạy này thì tổng chiều dài 26 cm, trong đó phần thân là 19,5 cm. Em xin lỗi, mã số 6, con này giá là 250.000 nha các anh, hàng đẹp mới nha các anh. Đó, mã 6 250.000. Và mã số 7 là một con Nakiri của con Nakiri thép xanh của nhà các anh. Đó, con này là một con Nakiri thép xanh của Kia ha. Đây phun chữ nè, này, này. Đó, thép xanh nè, đầy đủ chữ nha các anh. Đó, các anh thấy không ạ? Đó, phun chữ nha. Ai biết đọc tiếng Nhật thì các anh sẽ biết. À, đây chất thép đồ nè. Đó, con này thì chuyên dùng để thái các kiểu rất là ok ha. Đối với các cái dòng thép xanh thì nó có một cái độ bén rất là tốt, và để khi mà các anh mài á, mình mài mình bảo quản nó cũng rất là mau bén ha các anh, rất là mau bén. Nên cái dòng này là dòng dạng dòng thép xịn, để các anh có thể mình làm việc, mình nấu ăn hoặc nấu nhà hàng đều được ha. Phần khâu của con này là khâu sừng nha các anh, khâu sừng con này là còn đẹp nè. Đó, các anh thấy không, khâu sừng còn đẹp, chưa có bị mục miết gì hết ha. Đó, ở đây là ngay phần gỗ, cán gỗ này đều còn rất là ok. Thì bây giờ em sẽ đo bảng cho các anh. Với cái con này thì tổng chiều dài của nó sẽ là 29,5 cm, với chiều dài lưỡi của nó là 16,5 và bảng của nó rộng là 5 cm nha các anh. Đó, mã số 7 giúp em ha, dao Nakiri của Kia thép xanh ạ. À, ok ha các anh, mã 7 ạ. Và mã số 8 là một con búa cao su. Con này là cao su, là đúng thuần cao su luôn nha các anh. Đó, thì như các anh thấy này, đó, nó khá là lớn và rộng để các anh có thể là mình làm việc. Phần cán của nó là cán gỗ có phun tem ở đây cho các anh nha. Dòng này là phun tem này, cái đầu búa các anh thấy không, cực kỳ khỏe để mình có thể mình đóng cái kiểu nha. Con này cái đầu búa mà cái đường kính của nó phải lên tới là 6 cm. Đó, chiều dài cái đầu này là 11,5 và tổng dài của con này là 33 cm ha. Đó, con búa cao su đập đây, hai cái đầu vẫn còn rất là tốt và khỏe nha. Mã số 8 giúp em, dòng này giá là 430.000 nha các anh. Mã 8, 430.000 ạ. Dạ, mã số 9 là một con kìm mỏ quạ. Con này thì size của nó là 25 cm, hàng của Nhật nha. Đối với cái dòng này á, thì nó sẽ chuyên dụng để kẹp, đặc biệt là những cái dạng ống ống nhựa hoặc cái trục đó các anh. Đây, thì ở đây là trong đây là nó sẽ có một cái đai nhựa ở đây, một cái nghềm kẹp nhựa để làm gì ạ? Để khi mà các anh kẹp á, cái ống của mình nó không có bị hư hại ha, nó không có bị hư hại. Đồng thời là các anh kẹp vặn đều là
ok hết nha các anh. Đó, đây bên đây là đai thép, đây này, đây là cái đai nhựa. Và cái đai này thì mình có thể thay được nữa. Đó, rất là tiện lợi để các anh có thể làm việc luôn. Và đây nó sẽ có các cái nấc đó để các anh có thể là mình điều chỉnh sao cho nó phù hợp với cái vật mà mình cần làm việc nha các anh. Hàng của Nhật, mã số 9, con này thì vẫn còn khá là mới ha. Giá của nó là 280.000 nha các anh, mã 9 280.000. Và mã số 10 là một bộ cờ lê của nhà Sơn Khi nha các anh. Thì trong các cái dòng gọi là cái dòng thuộc cờ lê này á, thì cái chất thép của cái nhà Sơn Khi này nó là một trong những cái dòng mà có cái chất thép cực kỳ tốt ha. Anh nào mình xài rồi của cái dòng Sơn Khi này thì các anh sẽ biết, ngay cả những cái phần lẫy cá này, rồi cái phần chất thép của nó này, hãng này nó làm gọi là rất là chỉnh chu nha các anh, rất là chỉnh chu ha. Đó, thì giờ sẽ gồm 4 cây, em sẽ lên từ từ từng cây ha. Dạ, cây đầu tiên thông số của nó sẽ là 9, 10, 11, 12. Và các cái đầu của nó là đều còn đẹp hết, không có bị mòn hoặc là sứt mẻ gì hết nha các anh. Các đai thép luôn là ba lớp cực kỳ dày dặn. Tổng chiều dài của con này là tầm 14,5 cm. Đây là cây đầu tiên trong bộ ha các anh. Đó. Cây tiếp theo thông số của nó sẽ là 8, 10, 12 và 13. Đây, các anh thấy cực kỳ dày dặn ha. Ở đây nó sẽ có một cái lỗ ở đây là gì ạ? Để khi mà các anh mà mình muốn treo đó, mình sẽ có cái chỗ để mình gắn vô để mình treo ha. Cái móc ở đây này, đó, mình gắn vô mình treo, đó, rất là tiện lợi luôn. Thì con này cũng thế ha, các cái đầu cũng còn rất là đẹp này, nó đai thép đều tốt, hoạt động ngon ha. Mấy cái dòng này mình xài nó gọi là nó cực kỳ là sướng luôn các anh, tại vì mình mua một mà mình được tới 4 lần, nên là các anh bỏ vô trong cái thùng đồ nghề hoặc mình làm bộ sưu tập của mình đều rất là đẹp. Con tiếp theo là 13, 17 và 19, 21 ha. Thì đây là một cái con khá là hay. Tại vì sao ạ? Tại vì nó có hầu như là những cái size thông dụng từ 13 cho tới 21 ha. Thông thường là những cái cây này nó rất là ít khi mà nó chung với nhau như thế này. Đó, và con này khá là hay luôn. Để các anh thấy nè. Tổng chiều dài của con này sẽ là 21,5 cm. Đó, cảm thấy các đai thép, những cái đai càng lớn thì cái phần đai thép của nó phải lên tới tầm 4 lớp này, cảm thấy không? Rất là hay ha. Mã số 10 giúp em. À, cây số 3 giúp em. Còn cây cuối cùng ha. Cây cuối cùng của con này thì sẽ là 19, 21, 22 và 24 ha. Đó, các đầu đều còn rất là đẹp. Con này sẽ là size lớn nhất trong bộ với chiều dài lên tới là tầm gần 24 cm giúp em ha. Vậy thì các anh mua một cây, mua một bộ gồm 4 cây như thế này, nhưng mà nó có tới tận là 16 cái mặt số lận ha, để các anh có thể làm việc. Đó, thay vì các anh mua mình mang một cái bộ hết sức là nó, ví dụ như các bộ mà nó đầy đủ như thế này ở các số như thế này, mà các anh mang những cái cây cờ lê riêng á thì nó khá là cồng kềnh ha. Tuy nhiên thì hãng nó đã tích hợp cho các anh vào trong 4 cái cây này. Mỗi cây thì đều sẽ có 4 số hết và hoạt động tốt để mình có thể vừa đa dạng vừa tiện lợi. Đó, ngoại hình đẹp luôn ha. Đó, và tự động luôn. Mã số 10 giúp em nha các anh, bộ cờ lê của Sunkey ha, mã số 10 giúp em ạ. Và mã số 11 là một con mỏ lết của nhà Banco. Thì đây là một cái dòng mỏ lết chất thép đen của Sweden, của Thụy Điển ha các anh. Đó, size này là size 10 in nha các anh. Tổng chiều dài của con này là 10 in, tương đương là 25,5 cm. Đó. Đây để em mở, các anh thấy không, hoạt động là êm mượt, không có bị rơ lắc nè. Đó, bên trong nghề miệng đồ, đây các anh thấy nghe miệng đồ thì vẫn còn ok hết nha. Dòng con này là hoạt động tốt, nghe miệng đẹp. Chiều nghe mở rộng của nó sẽ là 3 cm. Đó, chất thép đen của con này thì nó rất là nổi tiếng rồi, bởi cái độ mà chắc khỏe, chịu được cái lực xoắn tốt. Những con này thường, cái chất thép này thường nó dùng để làm, gọi là nó dùng vặn nặng á ha. Đó, nên là con này nó chịu lực rất là tốt, đặc biệt là những cái dòng mà nó sản xuất tại Thụy Điển này luôn. Mã 11 giúp em, con này giá của nó, mã này giá của nó là 450.000 nha các anh. Mã số 11 450.000 ạ.
Và mã số 12 là một con cân. Dòng này là một con cân 12 kg và hàng vẫn còn rất là mới và đẹp nha các anh. Đó, đây là một cái dòng cân, còn đây các anh coi cái đai mắt là các anh hiểu là nó mới hay không, mà các anh nhìn vô là mình thấy được liền này. Đó ha. Đó, ngoại hình tròn đều, chỉ có một cái chỗ này là nó bị nhiều khi nó ở ngoài bãi nó gặp mấy cái chỗ khác nó bị va, nó bị xước đó các anh, nhưng mà nó cũng không có bị móp méo gì hết ha. Vẫn rõ số, vẫn rõ các cái trục để các anh có thể cân đo ha. Nên cái dòng này là cây này gọi là đẹp đó các anh. Size con này là tầm 20 cm, với cái trục của nó là trục bằng đồng, ở đây cái đầu xoáy là bằng đồng luôn ha. Thì con này là một cái dòng cân khá là gọi là khá là hay, tại vì khi mà các anh cân á, nó nhỏ gọn và nó tiện lợi, mình không cần phải xách nguyên một cái con cân 12 kg đó, rất là nặng, thì các anh cầm con này đi nó không có bị giới hạn bởi cái mặt phẳng đó. Những cái dòng cân khác thì các anh phải để trên cái mặt phẳng, không có bị trông trên thì nó mới đo được nha. Thì cái con này nó không có cần như vậy ha. Đó, hoặc là các anh cầm, hoặc là mình chỉ cần treo lên là ok rồi. Đó. Con này mã 12, giá của nó là 430.000 nha các anh, rất là tiện lợi ha. Mã số 12 430.000. Và mã số 13 là một con cách ống của nhà MCC. Thì đây là con này, cách ống size của nó là cách tối đa là phi 42. Đó, nó cách dạng ống nhựa ha. Và con này thì nó có cái cơ chế mở lưỡi tự động. Thì với cái cơ chế mở lưỡi tự động này thì nó giúp các anh nó thao tác nó nhanh hơn và nó tiện hơn. Đây, bên trong phần lưỡi cắt, các anh thấy lưỡi cắt con này thì vẫn còn ok này ha. Đó, lưỡi cắt tốt nha các anh. Đây, nguyên cái mặt lưỡi của nó nè. Đó. Cắt nè. Con này dòng của MCC, cắt tối đa phi 42. Thì đối với cái con này thì về phần lưỡi ngoại hình là ok hết rồi nha các anh. Made in Japan đầy đủ. Mã 13, giá của con này là 350.000 nha các anh, 13 350.000 ạ. Dạ, 14 là một con kéo tỉa bấm ha. Con này thì các anh dùng trong gia đình hoặc là mình dùng trong cái công việc bonsai hàng ngày của mình đều được. Hàng của Nhật phun chữ ha các anh. Đó. Thì tổng chiều dài của mã này, đó, con này tổng chiều dài của nó là 15 cm, với phần lưỡi của nó sẽ là 6,5 cm. Thì con này nếu mà các anh dùng trong gia đình đó, thì mình dùng để mình bấm len, bấm chỉ các kiểu đều là ok ha, dạng kéo bấm. Còn ở ngoài thì các anh có thể dùng để bấm mấy cái cành nhỏ hoặc là hoa đều được này ha. Mã số 14 giúp em nha, mã số 14 con kéo bấm. Mã này thì giá của nó là 250.000 giúp em nha các anh. Đó, đây ngoại hình đều là ok ha. Mã số 14 250.000 giúp em ạ. Và mã số 15 là một con kìm tút dây của nhà Vessel. Con này hàng Vessel Nhật Bản ha. Thì đây là cái dòng kìm tút dây hệ C, có nghĩa là cái hệ số tút của nó rất là rộng, và con này là nó có cái phụ kiện ở đây cho các anh luôn, full phụ kiện. Lưỡi tút rất là đẹp nha, lưỡi tút là không có hề bị sứt mẻ hoặc là hở gì hết. Lưỡi tút con này đẹp, thông số là 0.9, 125, 2, 3.5 và 5.5 mm hệ C. Thì cái dòng hệ C này là nó một cái dòng mà nó khá là đầy đủ và đa dạng luôn đó các anh. Đó, ở đây này, còn rất là đẹp ha, hoạt động tốt và nó còn full phụ kiện luôn để các anh làm việc. Và đối với con này thì các anh có thể tút ở cái sợi dây mà nó ở nhiều cái phi khác nhau trên cùng một cái công cụ tút, mình không có cần phải thay đổi nhiều cái dụng cụ tút khác ha. Và cái thứ hai là con này nó tút ở đầu dây, giữa dây, cuối dây đều được nha, nó không có bị giới hạn bởi không gian, và khi căng tút thì nó tút rất là êm, nó không có bị ăn vào trong cái sợi dây đồng ha. Mã số 15 giúp em, mã số 15. Mã này giá của nó là 400.000 nha các anh, 15 400.000 ạ. Và 16 là một con kìm mở phe ngoài. Thì dòng này là một cái dòng của nhà Super. Nó mở phe này, phe nhỏ từ 4 tới 10 ha. Thì đây là cái dòng phe mở tới 10, 4 phe nhỏ. Cái chất của con này á, thì nó sẽ là dạng là hợp kim nhôm, dạng nhôm ha, aluminum hợp kim á các anh. Ở đây thì các anh thấy cái phần mũi của nó rất là đẹp này. Mũi con này tại vì nó mở nhỏ thôi, nó chỉ mở mũi từ 4 tới 10 thôi ha, tầm 4 tới 10 thôi. Lò xo đều là ok hết nha các anh. Đó, lò xo đều là ok hết. Con này tổng chiều dài của nó
sẽ là 14,5 cm, 14,5 cm nha các anh. Mã số 16 con này giá là 250.000 giúp em ạ. 16 250.000. Gọi mã này là mã 161 nha các anh, mã 161 ha. Do nãy em bị điền nó bị hơi bị lộn cái lộn thứ tự một chút xíu ha. Thì thôi mã này em đề là mã 161, là một cái bộ đa năng của nhà Topic đó. Ở đây thì hàng còn mới 100%, bộ này là hàng mới 100%, chưa có qua sử dụng nha các anh. Bộ này thì là hàng mới đó các anh, bộ này là hàng chưa có qua sử dụng luôn nha. Đây như các anh có thể thấy này, nó hàng mới 100%. Nó sẽ bao gồm, bộ này thì nó sẽ bao gồm là những cái lục giác, những cái đầu lục giác như đầu này, đầu năm này đó. Ở ngoài thì nó sẽ được mạ chrome ha, đây các anh thấy này đó, nên là nó không có bị gọi là, nó rất là hạn chế bị reset. Ở ngoài nó có dạng chrome này đó, đây các anh thấy không, BH2 này, đầu vít này, ở đây là đầu lục giác này đó, các anh thấy bộ này thì khá là đa năng rồi. Bộ này thì lục giác nè, đây lục giác 6 nè, con này thì chắc là tầm 2.5 ha. Đó. Đó. Đây là một bên, ở đây nó có mũi vít nữa này các anh. Đây cái mũi vít ở đây là để các anh có thể gắn vào cái đầu này, đây các anh thấy cái đầu này. Đó. Đầu này thì nó vừa là một cái mũi vít mà nó cũng giống như là một cái mũi cảo luôn này, các anh thấy không, dạng cảo sên này ha. Đó, bộ này thì dùng trong xe đạp rất là ok này. Đó, dạng một cái cảo ở đây. Đó. Rồi là ở đây là nó sẽ có thêm là một cái đây lục giác nữa nè, 4 nè. Đây là lục giác số 4 nè, rồi lục giác nhỏ hơn. Nó khá là đa năng và đầy đủ luôn đó các anh. Đây. Bộ này khá là đầy đủ ha. Đây. Các anh thấy không? Đó. Khá là đầy đủ cả lục giác, cả vít, rồi cả cảo đồ này kia. Nói chung là cái con này thì rất là ok nha các anh. Đây là có cái mũi vít này, đây. Mũi vít này thì các anh có thể là mình gắn vô ha, mình có thể mình gắn vô đây này các anh. Đó, cái mũi đó thì các anh gắn vô cái này này để mình có thể vặn ha. Đó, ở đây thì nó cũng có cái đây vặn này, nó cũng giống như cái cờ lê này các anh thấy không, nó có 14 gam 15 gam vậy đây, nó dạng vặn cái đầu nhỏ thôi ha. Ở đây thì nó gắn với cái mũi vít ở đây này các anh, đó khá là đầy đủ ha. Và cái bộ này thì nó là một cái sản phẩm của Taiwan, tuy nhiên thì nó không bán cho thị trường mà nó sẽ bán cho qua các nước Âu Mỹ khác, nên là những cái dòng này đây các anh thấy made in Taiwan này ha. Đó, nên là cái dòng này thì thường nó sẽ xuất sang Mỹ cũng như là các nước châu Âu khác, nên cái chất lượng của nó rất là tốt nha. Đó, hàng của Đài nó rất là khác so với hàng Trung, các anh chú ý giúp em ha. Đây, cái bộ này cũng còn rất là đẹp. Đó, anh nào mình thích sưu tầm, hoặc đặc biệt anh nào các anh hay đi xe đạp, hoặc là các anh mình hay đi phượt rồi đó, các anh cũng có thể mua bộ này. Mã 161, bộ này giá là 400.000 nha các anh. Mã 161 400.000 ạ. Và mã số 17, mã số 17 là một con kìm bóp mở object. Con này là hàng của nhà Engineer. Thì đây là một cái thương hiệu mà nó thường xuyên, gọi là cái signature của nó đó các anh, là thường xuyên là làm những cái dụng cụ kìm mở các cái dòng ốc, gọi là ốc bị tùy đầu, ốc chết á. Thì cái con này hầu như cái hãng này nó làm rất là tốt ha. Đó, thì như con này các anh thấy là bên trong răng lợi, con này là hàng mới chưa xài nha các anh, hàng mới 100% chưa xài. Đó, các anh thấy nó sẽ có một những cái đầu ở đây để khi mà các anh dùng để mình cấu những cái con ốc tùy đầu lên đều được, hoặc là các anh dùng để mình bóp vặn đều ok hết ha. Và con này hàng mới size đẹp nha các anh, có lưỡi cắt luôn ở đây. Đó. Thì để em đo ra tổng chiều dài ha, mã này tổng chiều dài của nó là tầm khoảng là 18 cm nha các anh. Mã số 17 ha, 18 cm, mã 17. Giá của con này, giá của mã này là 400.000 nha các anh. Mã 17 400.000 ạ. Dạ, 18 là một cái con đồng hồ bấm giờ ha các anh. Con này thì hàng của Thụy Sĩ ha, một con đồng hồ Thụy Sĩ nhìn khá là cổ điển và rất là đẹp
nha các anh. Đây anh có thể thấy ha. Đó, thì con này đây là cái hãng của nó ha, Cobham gì đây là hãng của nó này. Để khi mà sử dụng đó, cái con này thì nó rất là sang, nhìn nó rất là sang rồi ha, rất là đẹp. Cái canh bấm giờ này, đó, thì nó sẽ bắt đầu chạy nè. Các anh thấy không? Nè, đó, nó sẽ chạy ha. Mình dừng lại nè. Đó, và các anh reset nó nè. Đó, các anh thấy không? Đó. Thì hàng của Thụy Sĩ thì các biết là các dòng đồng hồ Thụy Sĩ là rất là xịn rồi nha các anh. Và con này thì cái lớp bọc ngoại hình tất cả các kiểu đều ok hết, và cái bề mặt của nó thì không có bị nứt bể gì hết nha các anh, hoạt động tốt ha. Mình có thể cầm mình treo lên hoặc là các anh dùng để mình làm sưu tầm rồi rất là ok hết. Các số liệu đồ là còn còn mới, các anh có thể đều đặt được ha. Mã số 18 giúp em ha, con đồng hồ. À, cái đồng hồ Thụy Sĩ, mã này giá của nó là 650.000 nha các anh, 18 650.000 ạ. Và mã số 19 là một con vít đóng của Vietcell. Thì đây là cái dòng Impact Rider, thì cái dòng này gọi là cái thuộc cái phân khúc nó cao cấp hơn. Nên là các anh thấy những cái thiết kế của nó thì đều sẽ gọi là nó mang cái hơi hướng là nó giúp các anh thao tác cái trải nghiệm khách hàng nó sẽ tốt hơn những cái dòng khác ha. Ở ngoài thì nó sẽ bọc được một cái lớp cao su rất là tốt, để khi mà các anh làm mình đóng nó không có bị trượt là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó vào có cái vòng an toàn ở đây, cái anh đóng không bị đập vào tay ha. Ở đây trên đây là cái phần đầu đóng, thì đương nhiên là nó cũng sẽ có những cái vết người ta đóng rồi, nhưng mà các anh thấy này, nó không có bị tòe ha, nó không có bị tòe. Đó, các anh thấy không? Nên mình đóng nó vẫn rất là ok và ngon. Dòng này là hoạt động tốt hết. Hàng của Vietcell này, đóng trái phải đều là ngon hết nha. Đặc biệt là có tặng các anh thêm một cái mũi vít luôn. Đó, thì con này nếu mà tính cả mũi vít thì dài tầm 25, mà chỉ tính thân không thì nó dài tầm khoảng là 18 cm cho mã này ha. Cái dòng này là một trong những cái dòng các anh đập cực kỳ tốt, vít đóng rất là tốt ha. Mã 19 giá của nó là 800.000 nha các anh. Mã số 19 800.000 giúp em ạ. Và mã số 20 là một con kìm cắt cộng lực. Thì đây là một cái dòng kìm cắt của Nhật Bản nha các anh, của Japan này. Với cái phần lưỡi cắt của con này thì em phải nói là lưỡi cắt con này vẫn còn rất là mới và đẹp. Đây, lưỡi cắt con này vẫn còn rất là mới và đẹp. Nó chỉ có bị hơi rỗ về cái phần chất thép ở đây thôi, chứ còn về phần lưỡi cắt để các anh có thể mình làm việc mình cắt các kiểu thì con này nó đảm bảo cực kỳ tốt. Thì như các anh vừa thấy là cái phần lưỡi con này rất là ngon ha. Tổng chiều dài của nó sẽ là 23,5 cm, 23,5 cm. Đó, mã số 20 giúp em nha. Con này mã số 20. Đó, thì ngoại hình thì nó chỉ hơi rỗ phần chỗ đó chút xíu, còn cả cái phần tay cầm các kiểu đều đẹp, không có bị sứt mẻ gì. Size con này mã số 20, con này giá của nó sẽ là 380.000 nha các anh. Mã 20 kìm cắt cộng lực Nhật Bản 380.000. Và mã số 21 là một cái dụng cụ dùng để cắt cái dây nén khí bằng bằng nhựa hoặc bằng bằng cao su các anh. Cái dây mà thường hoặc là các anh hay bơm xăng á, mình có cái dây đó gọi là dây dạng dây nén khí đó các anh ha. Và con này thì nó sẽ có kèm thước ở đây luôn, hàng của nhà Pisco ha. Đây, full tem. Con này là hàng của Visco Nhật Bản này. Đây các anh thấy, made in Japan này. Thước vẫn còn rất là mới ha. Ở đây nè, thước. Con này thì các anh mở, đây nó đang khóa này, mình mở lên thì nó sẽ mở lên này. Đây các anh thấy cái phần lưỡi cắt này ha. Đó, nó cắt mấy cái dạng dây nén khí, dây cao su, dây nhựa hết các anh. Đó, đây. Đó, đây ha, rất là ok. Phần lưỡi cắt là không có bị sứt mẻ gì, cắt tốt, ngon lành, cành đào, có kèm thước để các anh có thể dễ dàng mình sử dụng ha. Đó, lóc lại giúp em. Đấy, mở ra nè. Đây, mở nè, lóc nè. Đó. Mã số 21 nha các anh, mã 21. Con này giá của nó là 80.000 nha các anh. Mã số 21 80.000 giúp em ạ. Và mã số 22 là một con tu lấy dấu tự động. Con tu này thì thuộc cái dòng size lớn nha các anh. Dòng con này là dòng size lớn đó. Đó, cái dòng này là nó của Nhật luôn nè các anh. Mỗi tội là nó thường những cái dòng này á, nó sẽ nó dạng in đó các anh. Nên là mình thân con này là hình như em đoán không nhầm thì nó là dạng dạng dạng
thép hay là dạng gang nhôm gì đó các gan, nói chung là nó không có bị rỉ ha. Nó thân con này là nó không có bị rỉ. Ở đây là nó có cái logo này, đây như các anh thấy này, thường là nó không có gọi là nó thường nó tên nó sẽ bị in hoặc là nó dạng dập mờ, nó thành thử khi mà mình vệ sinh thì nó hầu như nó không giữ được. Đây các anh thấy không, mấy cái logo mờ mờ của nó này đó, và cái dòng mà rất là khỏe nha, cái dòng này cái chất của nó rất là khỏe luôn. Tổng chiều dài của con này thì nó lên tới tầm 15,5 và nó lấy dấu rất là tốt, nó lấy dấu kim loại các kiểu là ngon hết hai cái gan. Và cái đầu của nó đây các anh thấy này, đầu này đây, mũi này đó. Con này thì em nhớ không lầm thì cái mũi con này sẽ là mũi dạng hợp kim nha các anh. Đây các anh thấy nè. Đó. Đây các anh thấy không? Ngon lành cành đào ha. Dạ rồi, con này mã số 22. Con này 22, giá của nó là 480.000 nha các anh. Mã 22 480.000. Dòng này thì các anh chỉ cần nhấn là có dấu, không cần phải đóng, không cần phải mang nhiều dụng cụ khác ha. Đó, trong nó là bản thân nó đã là một cái búa rồi ha. Mã 22 giúp em nha. Và mã số 23. 23 là một con cần của nhà SK11. Con này là hàng của Nhật giúp em, đầu 3/8 với tổng chiều dài là 20 cm. Và con này thì nó thuộc những cái dòng đời mới nên cái đầu của nó sẽ có cái đầu nhấn nhả khẩu. Các anh nhấn bỏ khẩu và nhấn mình nhả khẩu ha. Rất là tiện lợi, nó không có cần phải giật giật khó khăn như những cái dòng khác. Nó có cái đầu đó thì mình làm nó tiện hơn rất là nhiều. Chất thép đặc này, ngoại hình đẹp nha các anh. Đó, ngoại hình đẹp ha, dày dặn, mình làm việc nó tốt hơn. Đó, con này mã số 23, 23 giá của nó là 300.000 nha các anh, 23 300.000 ạ. Dạ, 24 là một con dạng một con kéo con cua ha. Thì đây là một cái con kéo con cua kéo cắt cành. Thì như các anh thấy về phần ngoại hình thì con này là quá đẹp và mới rồi nha các anh. Ngoại hình rất mới và đẹp luôn ha. Đó. Hoạt động bao ngon cho các anh này, đây các anh thấy này, ngay cái phần lưỡi này không có bị sứt mẻ một điều gì hết ha, cắt ngon cắt êm nha các anh. Đây cái những cái phần mũi này các anh thấy không đó, thì cái dòng này dùng để các anh cắt dạng cắt cành bonsai cây cảnh rất là tốt. Và cái hiệu con cua này là một cái hiệu cực kỳ nổi tiếng của Nhật ha. Đó, ngay cả những cái chất thép mà để nó làm cái phần phần tay cầm này, các anh thấy không, khi mà canh làm á này người ta thiết kế khá là hay để khi mà canh cắt á nó vừa phải những cái mà nó cái đầu ôm hoặc cái đầu ngón tay rồi các anh làm nó cũng rất là tiện luôn ha, nên con này rất là xịn. Tổng chiều dài của nó là 20 tầm 21 cm nha các anh, 24 650.000 giúp em nha các anh, con này mã số 24 650.000. Dạ 25, 25 là một con mỏ lết của nhà Lobster ha. Một con mỏ lết của Lobster UM30 với cái ngàm của nó sẽ mở là 30 mm tương đương là 3 cm. Tổng chiều dài là 20 cm. Thì đây các anh có thể coi phần ngàm con này ha. Ngàm con này nó vẫn còn ok. Có một số chỗ thì đương nhiên là nó cũng sẽ có những cái vết hơi dập nhẹ như thế này. Đó. Nhưng mà để các anh làm việc và mình hoạt động thì con này nó đều có thể đáp ứng được hết. Đây các anh thấy này, ngàm như thế này gọi là ngàm đẹp rồi đó các anh, đối với một con mỏ lết ở bãi ha. Đây các anh thấy không này, đó rất là ok rồi ha. Con này mã số 25, 25 giá của con mỏ lết lobster giá của nó là 280.000 nha các anh, 25 280.000 giúp em. Dạ 26 là một con vít của nhà Sunflux. Thì Sunflux là một cái hãng của Nhật. Thì các anh thấy là ở đây nó sẽ có một thân và hai cái mũi vít. Tuy nhiên thì cái mũi vít này nó sẽ có hai đầu với các thông số ở đây là mũi cộng là cộng 1, 2 này, trừ là 4.5 và 6. Thì đây là những cái mũi cơ bản và thông dụng để các anh có thể mình làm việc. Cái thân dòng này là bằng gỗ hàng mới 100% giúp em nha. Đó, hàng mới 100%. Bộ này mã 26 giá là 180.000 nha các anh. Mã số 26 180.000 ạ. Dạ mã số 27. Mã số 27 là một con kìm cắt cộng lực. Con này nó có thể cắt được là kẽm nè, nhôm nè, đồng nè,
cả thép luôn cũng vẫn được ha. Và đặc biệt con này các anh nào mình cắt với nó dạng kìm cộng lực á, nhưng mà anh nào mình cắt bonsai các anh để ý thấy đặc biệt con này nó sẽ bo tròn cái đầu lên, nên khi các anh cắt bonsai cái đầu nó cũng không có bị va chạm vô phần thân gây hư hại, nên là các anh sẽ dùng để làm cách kẽm trong bonsai rất tốt ha. Đó nên là cái con này thì dạng kìm cộng lực khá là đa năng luôn. Ở đây thì nó có in này, made in Japan này, phần lưỡi cắt đẹp nha, không có bị hở hiếc gì đâu nha các anh. Đấy các anh thấy nè, thì vẫn còn ok ha. Đây ngay cả những cái phần đầu của nó này. Con này mã số 27, dài là 20,5 cm. Đó, ngay cả các cái phần tay cầm đồ đều là ok hết nha. Đó, giá của nó là 380.000 giúp em, mã 27, 380.000 ạ. Dạ, 28 là một bộ đo cung. Bộ này thì của nhà con này là của nhà Fujit. Fujit Gun hay các bạn. Đây, made in Japan này. Đây, hãng của nó đó. Made in Japan, một cái bộ đo cung ha. Thì đối với cái bộ đo cung này thì nó sẽ có nhiều cái lá thép để các anh có thể là mình làm việc. Ví dụ như ở đây là 7.5 này, 8, 8.5, 9, 9.5, và nó sẽ cứ lần lượt như thế cho tới khoảng là 4, cho tới đâu đây là 145, 150 đó, thì nó cứ chạy dài cho tới như thế ha các anh. Lá bên đây cũng tương tự nha các anh, lá bên đây cũng tương tự nè, 9 này, 9.5 là 10 này, 11, 12 thì tương đương cũng tới lá là 15, 15 á, 150 á. Đây, lá bên đây cũng là 15 này, đó, từ 7.5 tới 15 thì còn đây cũng vậy. Đó. Ha, bộ đo cung rồi đó, để các anh có thể là mình bảo dưỡng lại máy móc các kiểu. Mã 28, bộ này giá của nó là 300.000 nha các anh, 28 300.000 ạ. Và 29 là một con cưa của nhà ARS. Dòng cưa này thì tổng chiều dài của nó sẽ là 41 cm với phần lưỡi là 18 cm. Thì các anh thấy lưỡi con này là lưỡi răng đẹp ha, không có bị cụt, không bị gì hết trơn, rất là ok để các anh có thể làm việc hoạt động tốt nha. Đối với cái dòng ARS của Nhật Bản với size lưỡi 18, đây là một cái size trung bình để các anh có thể là mình cưa cành, cưa gỗ, hoặc là các anh dùng để mình mang bỏ ba lô đi chơi, đi phượt, mình mang đi mình dựng trại dựng lều gì rồi ok hết ha. Đặc biệt anh là mình làm cây cảnh các kiểu thì con này cũng rất là phù hợp nha các anh. Mã 29 giúp em ha, mã 29. Con này giá là 280.000 ạ, 29 280.000. Và 30 là một cái con bình bơm vớt, bơm dầu nhớt ha. Bitzone Oiler. Đây, hàng của Nippei ha. Thì như các anh thấy về phần ngoại hình của con này là đẹp này. Đó, con này nó rất là tròn ha. Không có, đây, ngay cả phần đáy cũng thế. Con này nó, cái dung tích của nó là 250 ml. Nha các anh, 250 ml, khá là tròn đầy để các anh có thể là mình làm việc hoạt động tốt ha. Đây là về cái phần mũi của nó. Thì mũi con này nó là mũi đồng này các anh. Đó, đây là cái đầu mũi này. Đó, đây là cái đầu mũi của nó ha. Dạ rồi, con này mã số 30. Mã số 30 nha các anh. Đó, hoạt động tốt. Size con này là giá của nó là 580.000 giúp em. Con bình bơm nhớt của Bitron Oiler hàng Nippei ha. Mã 30 580.000 ạ. Dạ, 31. 31. Bộ này thì nó gọi là một cái bộ dùng để gọt bút chì các anh. Đó, các anh có thể dùng để làm, đặc biệt là anh nào mình làm về thiết kế này, về đồ, về mỹ thuật hội họa đó, mà mình hay vẽ phác thảo bằng chì ấy, thì con này cực kỳ là ok. Đặc biệt là những anh nào làm bên văn phòng phẩm đó, chuyên gọt bút chì, đồ bút chì màu cho các em rồi các kiểu đó, mình gọt bằng những cái con dụng cụ bằng tay khác á, thì nó gọi là nó rất là dễ hư và nó khá là lâu ha các anh, rất là mỏi tay nữa. Thì đây ha, đó, anh nào mình thường xuyên mình gọt bút thì cái con này phải là một cái dụng cụ cực kỳ là hữu dụng đối với các anh. Con này là của Mitsubishi ha, dàn Mitsubishi. Đó, gọt bút chì ở đây thì các anh sẽ ở đây mình, ở đây nó sẽ có một cái nút đây này, các anh gạt này, này các anh thấy không? Đó, các anh gạt ra giúp em này, là gạt như thế này nè, đó thì nó sẽ mở ra, mình rút cái bút vô ha, rồi đóng nó lại như thế này, rồi bắt đầu mình quay. Đó, anh thấy không?
Đó, quay nè, gạt vô giúp em đi. Đó, quay để nó gọt ha. Và sau khi nó gọt thì ở đây nó sẽ ra cái phần đây, các anh thấy này, cái cơ cấu của nó này, các anh thấy không? Đó, nó gọt ha. À, khi mà nó ra thì cái hộp vỏ thì như đây, cái hộp đây thì chỗ này thì nó hơi bị đây. Cái hộp đây, cái hộp đựng á các anh, chỗ này thì nó hơi bị nứt ở đây ha, đây nó hơi bị nứt ở đây chút xíu, nhưng mà không có ảnh hưởng gì, tại vì nó chỉ là cái hộp để mình đựng thôi, mình chỉ đựng đựng cái vỏ bút thôi. Đó, các anh thấy không? Không có bị ảnh hưởng nha các anh. Đó, đây là cơ cấu gọt của nó này. Đó, xong mình bỏ vô thì cái này nó giúp mà các anh gọt, thứ nhất là nó không có bị gãy cái ngòi các anh, nó làm nhanh mà nó không có bị gãy ngòi, nó mình tút nó đi rất là ok ha. Con này mã số 31 nha các anh, 31, giá của nó là 380.000 nha các anh, 31 380.000 ạ. Dạ rồi, em đã lên tổng cộng là 31 mã sản phẩm. Anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó với em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh. Hẹn gặp lại các anh ở clip sau ạ.